Tặng cá phòng chống sốt xuất huyết, đó là ý tưởng của cụ bà Vũ Thị Thanh Mỹ sống tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội. Đều đặn hàng ngày, cụ Mỹ vớt cá bảy màu từ bể của gia đình, mang ra đầu ngõ để tặng cho mọi người. Thấy cụ bà cao tuổi, ông Đức Thanh ở gần đó đã tự nhận nhiệm vụ là trông giữ và phân phát cá. Có đợt hết cá, cụ Mỹ còn đi xin ở nơi khác để tặng. Và từ những đàn cá nhỏ, nhưng mỗi người góp một chút công sức đã tạo ra những việc làm ý nghĩa. Chúng tôi mời quý vị cùng đến với câu chuyện nhỏ trong phóng sự sau đây. Để anh vớt cho nhiều chưa? Rồi tha hồ luôn nhá. Cảm ơn anh. Rồi. Cứ khoảng 8 giờ là tôi lại xanh ra. Thì cứ mà mang ra lại có người đến xin ngay. Có người ở xa người ta còn gọi điện đến cho tôi, người ta xin trước. Thì tôi cũng ngồi bán hàng ở ngoài đầu ngõ thì tôi thấy cũng già làm thì tôi lại bảo là thôi để con làm cho. Tôi là Vũ Thị Thanh Mỹ ạ. Tôi 90 tuổi ạ. Nuôi để mình chống muỗi đến khi mà nó nhiều quá. Tôi mới nghĩ bảo hay là bây giờ tặng mọi người đi. Từ mang cá đi cho hàng xóm, cụ bà đã có ý tưởng tặng cả những người không quen biết. Đối với bà, những con cá nhỏ nhưng mang tới nhiều lợi ích. Cá bảy màu là cái giống cá mà nó ăn cái trứng của cái con bọ gậy ạ. Nó chỉ bé thôi, nhưng mà màu sắc của nó rất là rực rỡ. Mà phải chọn con lớn lớn một tí, chứ nếu mà nó bé quá thì về người ta sẽ không nuôi được. Chiếc sổ xanh và dòng chữ tặng cá phòng chống sốt xuất huyết đã tạo ấn tượng với mọi người. Sổ cá, thực ra cái cá này rất là giản dị, rất là có ý nghĩa. Cái dòng chữ ghi như thế thực ra là càng thêm là có ý nghĩa thêm. Thì chắc tôi mới về chơi, con thích quá cụ ơi, cụ cho con viết giống bà nội. Thế là tôi mới lấy cho chắc tôi một cái tờ giấy. Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn. Mọi người đã cùng chung tay với cụ Mỹ để tạo nên những ý tưởng có ích cho xã hội. Mình làm cái việc này cứ có ích cho xã hội là được. Mỗi người cứ lấy về vài con dăm con mình tặng nhau là bệnh tật nó sẽ giảm đi. Tôi cảm thấy vui vẻ và cuộc sống thế lại có thêm ý nghĩa.